Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món kem dưa hấu các bạn nhá. Ở đây thì hai bạn nhỏ đã đang chờ ở đây để chuẩn bị ăn kem rồi. Cái món kem này thì rất là ngon và đơn giản. Và làm sao để chúng ta làm được cái món kem dưa hấu ngon như thế này, ngon và hấp dẫn như thế này, thì mình mời các bạn hôm nay sẽ vào bếp với mình để làm cái món này các bạn nhá. Các con thấy có ngon không? Có. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng thưởng thức món ăn này thôi. Và các bạn vào bếp luôn cùng với... Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món kem dưa hấu các bạn nhá. Để làm được cái món kem dưa hấu này thì nguyên liệu chính các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là một trái dưa hấu nhá. 150ml sữa tươi không đường, 30g đường và 1/2 trái chanh các bạn nha. Và đây là những cái khuôn để các bạn có thể làm được kem nhá. Bây giờ thì các bạn sẽ bổ cho mình lấy 1/2 trái dưa nhá. Mình chỉ làm 1/2 trái dưa thôi các bạn ạ. Đó, dưa rất là đỏ ngon. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng thìa để các bạn lấy cho mình cái phần dưa hấu ra nhé. Cái kem dưa hấu này các bạn làm ăn vào mùa hè nó mát lắm. Nếu các bạn mà không có sữa tươi không đường ấy thì các bạn có thể sử dụng cho mình đó là cái sữa gói cũng được. Sữa gói thì các bạn dùng một cái gói đó nó là 180ml. Các bạn múc cho mình như thế này để nếu như mà cái khuôn kem của các bạn mà thiếu ấy thì các bạn có thể dùng cái dùng luôn cái vỏ dưa này để mình làm. Các bạn cạo sạch hết cho mình cái phần ruột dưa nhé. Các bạn chỉ để lại cái phần vỏ dưa thôi. Và để làm kem dưa nó được ngon ấy thì các bạn sẽ bỏ cho mình cái phần hạt đi. Các bạn nhặt hết cho mình cái phần hạt đi, bỏ được càng nhiều càng tốt thì cái món kem của mình nó không có lợn cợn, không có bị màu đen, nó xấu các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ tách luôn riêng cái phần nào mà không có hạt thì mình cho luôn vào máy xay sinh tố nhé. Các bạn dùng cho mình cái máy xay sinh tố. Chỉ có cái phần giữa của quả dưa thì nó thường hay có hạt thôi. Thì mình tách nó ra. Đó. Cái phần hạt trắng thì không cần các bạn nhé. Các bạn bỏ cho mình cái phần hạt đen thôi. Đó, và các bạn làm tương tự như vậy cho đến hết nha. Sau khi mà các bạn làm xong như vậy rồi ấy, thì các bạn cho hết cái phần dưa này vào trong cái máy xay nhé. Và các bạn thêm cho mình vào đây 30g đường.
150ml sữa tươi hoặc 180ml đều được. Nước cốt của 1 phần 2 trái chanh. Bạn vắt lấy nước cốt thôi. Bây giờ thì các bạn sẽ bật máy xay lên nhé. Khi mà các bạn xay cho mình một lát xong thì các bạn sẽ để riêng ra một chỗ nhé. Các bạn dùng cái muôi này các bạn vớt vớt cho mình cái phần bọt đi. Để cái món kem của mình nó được mịn. Các bạn chuẩn bị những cái khay khuôn kem hoặc là dùng nửa quả dưa kia mình sẽ cho vào cái khuôn kem này trước. Bây giờ thì các bạn sẽ đổ cái phần dưa này qua để các bạn luộc sơ đi cho mình nhé. Để còn cái phần hạt ấy, các bạn sẽ thấy là nó sẽ còn những cái phần hạt thì các bạn sẽ bỏ ra cho mình. Các bạn luộc được như thế này ấy, thì cái kem của mình sau khi mà làm xong nó mịn. Đó. Nhưng mà các bạn đừng có bỏ cái bã dưa này đi nhá. Các bạn lọc cho mình bỏ những cái phần hạt này đi này. Đó. Sau đó các bạn cho cái phần lại cho cái phần bã dưa này vô nha, để kem của mình nó được ngon và sánh hơn. Mình luộc như này là mình bỏ cái phần hạt đen. Không là các bạn nhỏ các bạn nhìn thấy vậy là các bạn không ăn đâu. Đã luộc hạt rất là kỹ rồi nhưng mà nó vẫn còn sót lại một chút. Đó. Trước khi mà các bạn làm kem ấy thì các bạn sẽ nếm trước cho mình nhé. Các bạn nếm thử xem là cái vị này nó đã vừa ngọt chưa. Nếu như mà các bạn thấy nó thiếu ngọt thì các bạn thêm. Còn nếu như các bạn thấy nó đủ rồi ấy, thì các bạn dừng. Đó, các bạn cho đến cái... Các bạn rót luôn như vậy nha. Rồi. Đầy lên. Đó, sau đó các bạn cho cái phần khuôn này vào. Sau khi mà cái khuôn kem này các bạn cho xong và như vậy các bạn để qua cho mình một bên nhé. Và cái phần còn lại các bạn sẽ cho hết vào trong cái 1 phần 2 cái quả dưa vừa nãy các bạn vừa mới xay ra. Đó, cái phần dưa này thì các bạn cứ để cái hạt đó cho mình. Để khi mà các bạn thái ra nó như là cái miếng dưa hấu á. Đó, và bây giờ thì các bạn sẽ cho vào trong ngăn đá tủ lạnh cho mình nhé. Các bạn để đông đá tầm 4 đến 5 tiếng là chúng ta sẽ có kem dưa hấu nha. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn để cho mình để đông trong tủ đông 6 tiếng thì bây giờ mình sẽ bỏ ra nhá. Để bỏ ra được dễ hơn ấy thì trước hết các bạn sẽ xả cho mình một chút nước, sau đó thì các bạn sẽ nhẹ nhàng các bạn rút ra được cái kem như thế này. Đó. Các bạn sẽ rút ra được ngay một cái que kem dưa hấu rất là ngon như thế này. Cái kem dưa hấu này thì ăn nó rất là mát ấy, và các bạn nhỏ thì sẽ rất là thích luôn. Ở đây thì mình sẽ rút cả ra nha. Mình đã xả nước rồi các bạn nhé. Nếu như mà các bạn mà chưa xả nước ấy thì là rất là khó để các bạn có thể lấy ra được.
mình xả nước rồi mà nó còn dính vào nhau này. Chờ một chút con nhé. Đó, vậy là mình đã làm xong rồi nhá các bạn nhá. Và mình xin kết thúc video ở đây nha. Chúc các bạn sẽ làm thành công được món kem dưa hấu này các bạn nhé. Đấy.